Đỗ Quạo xin kính chào quý vị. Sau đây là bản tin văn nghệ. Tin trong tuần qua, tại miền Nam California, một chương trình đại nhạc hội đã gây xôn xao không ít trong giới thưởng ngoạn. Theo như lời của ông trưởng ban tổ chức, đây là một chương trình đại nhạc hội quy mô và tốn kém về mặt tài chính, vì đã quy tụ hầu hết những danh tài trên thế giới trở về để có mặt trong chương trình này. Chương trình khai mạc trễ vào khoảng 4 tiếng đồng hồ. Vì lý do ban âm thanh do người Mỹ phụ trách vì bất đồng ngôn ngữ cho nên đã không làm đúng theo giao kèo, và cuối cùng ban tổ chức đã phải mướn ban âm thanh của người Việt Nam phụ trách. Vì lý do đó cho nên dù phóng viên của đài MDD trên đường đi xe đã bị hư, nhưng sau khi xe sửa xong cũng đã tới nơi đúng vào giờ khai mạc. Và phóng viên của đài MDD đã ghi nhận đầy đủ tất cả những hình ảnh trong suốt những chương trình đặc biệt này. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một vài tiết mục thật độc đáo trong chương trình đại nhạc hội kỳ cục nhất trong lịch sử loài người này. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một ca sĩ trẻ, rất trẻ, phải nói rằng rất trẻ. Và những ca sĩ trẻ thời nay rất ít người thích hát nhạc dân ca, nhưng riêng đối với người ca sĩ này, khi hát nhạc dân ca, cô đã đem tâm hồn của mình để vào bài hát đó, và bài hát đã trở nên phong phú hơn và đượm tình quê hương hơn. Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị nữ ca sĩ Ái Da. Kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây, quý vị đã từng theo dõi ở trên các đài truyền thông, đài phát thanh cũng như đài truyền hình nói về câu chuyện của một người phụ nữ Mỹ đã có can đảm giúp cho chồng mình trở thành một vị thái giám đương thời. Kính thưa quý vị, Ái Da xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Mối Thù Không Nguôi. Giết nhau, giết bằng dao bầu, đánh nhau cỡ đầu, rồi đem dao ra giết nhau. Đôi ta ngày xưa có thù sâu đến ngập đầu, hận sâu mấy ai mới gặp đêm đầu, đã đem nỗi sầu mà cho nhau cho rất sâu. Qua bao ngày đêm nỗi sầu kia đã mang bầu, ngập đầu tại anh, cái tanh anh sở khanh. Bởi vậy cho nên lúc em mang bầu anh, bầu anh ý à anh chạy nhanh. Tại anh, cái tanh anh sở khanh ấy, thế nên anh đành nhẫn tâm anh qua cầu, qua cầu lúc em đang mang bầu. Giết anh, giết bằng dao bầu, thấy anh chỗ nào là đem dao ra cắt màu. Mấy ra ngày sau mới khỏi ai ấy mang bầu, chẳng còn hận sâu, chẳng phải giết nhau. Mấy ra ngày sau mới khỏi ai ấy mang bầu, chẳng còn hận sâu, chẳng còn hận sâu, chẳng phải giết nhau. Xin cô vui lòng cho quý khán thính giả ở đây được biết tại sao cô có một cái tên nghe rất là kêu và rất là dễ thương như vậy. Ai ra xin phép được trả lời câu hỏi của đệ nhất MC Áp Chảo, chú anh Áp Chảo. Và kính thưa toàn thể quý vị, sở dĩ mà Ái Da có một cái tên nghe nó kêu như vậy là vì lý do là từ ngày mà Ái Da qua Mỹ tới giờ đó, thì Ái Da thấy rằng là hình như là đàn ông ở bên Mỹ này đó dê quá, dê hơn là hồi còn ở Việt Nam nhiều. Không biết là có phải là họ học theo cái tính của Tây Phương hay không, chứ Ái Da đi lưu diễn ở khác nơi đó thì đi tới đâu đó cũng bị là các anh đàn ông con trai giờ thanh niên rồi dê quá, người thì sờ mó, người thì là tấn công Ái Da đủ mọi cách hết trơn ấy. Nhưng mà Ái Da có cái tật là mỗi lần bị ai đụng vào người đó, Ái Da nhột chịu không có nổi. Mỗi lần mà ai đụng tới là Ái Da phải kêu liên liền nè. Ái Da ai đụng tới là Ái Da kêu Ái Da. Đấy, cho nên là Ái Da lấy cái tên là Ái Da để cho lần sau nếu có ai đụng vào người Ái Da đó, Ái Da không còn phải kêu nữa. Kính thưa quý vị, chúng ta đã từng khâm phục trước tài nghề ảo thuật của nhà ảo thuật gia nổi tiếng quốc tế, đó là David Copperfield, khi anh ta đã biến mất tượng nữ thần tự do trước sự chứng kiến của hàng trăm ngàn người. Và những màn ảo thuật của anh ta đã làm chấn động thế giới. Chúng tôi hôm nay chỉ giới thiệu với quý vị một nhà ảo thuật gia không kém gì David Copperfield cả. Và người ảo thuật này
Nhà ảo thuật gia này đến từ Ấn Độ. Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị ảo thuật gia Turnovit Công. Turnovit Công. Anmini anmini em tuli tulai yang li tulai juhu. Thank you, thank you. Không có gì, không có gì. Tôi có hiểu cái gì đâu chứ. Xin ảo thuật gia Turnovit Công có thể nói bằng tiếng Việt với chúng tôi được không? Nói bằng thứ tiếng này tôi nghe cho nó mỏi lỗ tai quá. Ok, no problem tè, no problem tè. Xin cảm ơn ông. Hồi nãy tôi cũng như là quý khán thính giả ở đây là đã tận mắt chứng kiến những màn ảo thuật thật tuyệt vời của ông. Và theo như tôi biết là ông có cái tài là thổi kèn để cho một vật nào đó ngóc cái đầu lên, có phải không ạ? Thì không biết rằng là tất cả mọi thứ ông đều có thể thổi kèn để cho nó ngóc đầu lên hay là tùy cái mà thôi? Cái đó là tùy, có cái thổi ngóc đầu lên, có cái thổi hòa đó cũng không chịu ngóc là không ngóc. Quý vị. Dạ, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị lắng tâm hồn lại để hướng lòng mình về với quê hương xứ sở, nơi có lũy tre làng, nơi có con trâu, nơi có cánh đồng bao la bát ngát, nơi có con sông nhỏ, nơi có những con đò đưa khách sang sông. Chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một tiết mục rất là đặc sắc của dân tộc Việt Nam, đó là tiết mục ngâm thơ. Người Mỹ chưa hề biết ngâm thơ. Và chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của một người nữ sĩ rất nổi tiếng. Và xin mời quý vị một tràng pháo tay cho nữ sĩ Hồ Dịch. Cũng đưa toàn chỉ vì người ta nói rằng là truyền kiều còn thì nước Nam còn, cho nên là Hồ Dịch cũng mua truyền kiều về nhà để coi. Nhưng mà thú thực với quý vị là đài văn hào Nguyễn Du, ông biết ở trong đó đó, nhiều đoạn khó hiểu lắm, cho nên là Hồ Dịch phải đọc đi đọc lại nhiều lần rồi phân tích kỹ càng, rồi là Hồ Dịch mới hiểu được là ông muốn nói cái chi trong đó. Mà rồi Dịch đọc đi đọc lại nhiều lần như rửa đó, thì là thằng bạn Mỹ, thằng boyfriend của Hồ Vịt á, ngồi kể bên cạnh á, nó hỏi với Mỹ làm cái chi vậy, cho giống như đọc thân chủ vậy. Cái này là buộc lòng Hồ Vịt mới dịch truyền kiều tiếng Mỹ cho hắn nghe. Kính thưa quý vị, hôm nay Hồ Vịt xin được ngâm thơ truyền kiều bằng tiếng Mỹ, mời quý vị cùng thưởng thức. Cảm ơn quý vị. Để bớt gió chút xíu, gió nhiều quá thổi tóc nó bay. Cái câu thơ hẳn như thế này này: xe xe nấm đất bên đàn, dào dào ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh. Đó, mới nghe qua thì khó hiểu quá, phản quý vị. Bây giờ mình phân tích thử coi nha. Xe xe cái âm thanh đi, từ đâu mà ra? Làm sao để có cái âm thanh mà gợi cảm như rửa? Thế rồi thì cái chất chi mà làm cho ngọn cỏ kia đang xanh tươi rồi chợt khéo úa đi? Chất chi mà ghê gớm như rửa?
mới phân tích sơ sơ thì chắc quý vị cũng hiểu rồi. Bây trừ là hồ vịt sẽ ngâm thơ bằng tiếng Mỹ, mời quý vị nghe hãy. Thưa cô Hồ Dịch, từ trước đến nay chúng tôi nghe rất nhiều những cái tên mà có chữ Hồ ở trong đó. Thí dụ như Hồ Trúc Bạch, thí dụ như Hồ Than Thở, thí dụ như Hồ Thu, vân vân. Nhưng mà chưa bao giờ chúng tôi nghe được một cái tên rất lạ lùng như là tên của cô vậy. Vì khi nghe tên của cô đó, thì chúng tôi có thể liên tưởng tới một cái dĩa tiết canh ngon lành. Đã. Cô có thể cho chúng tôi và quý khán thính giả ở đây được biết là tại sao cô lại chọn một cái tên rất là hấp dẫn và ngon lành như vậy không? Dạ, thưa anh, câu hỏi của anh vừa rồi rất là chí lý. Là tại vì từ ngày mà Hồ Dịch qua Mỹ tới giờ đó, thì Hồ Dịch có coi rất nhiều những cuốn video được phát hành tại hải ngoại này. Và trong tất cả những cuốn video đó thì Hồ Dịch thấy là đa số là được quay ở tại các cái hồ dịch ở tại các cái khác. Thì theo Hồ Dịch thấy rằng là chắc là nó nổi tiếng lắm, cho nên ai muốn quay video cũng đều phải ra Hồ Dịch để mà quay. Đó. Lý do đó cho nên Hồ Dịch mới lấy tên Hồ Dịch cho nó dễ nổi tiếng vậy mà. Kính thưa quý vị, quý vị đã từng thưởng thức tài nghệ tuyệt vời của Michael Jackson. Quý vị cũng đã từng ngưỡng mộ sự trình diễn của Madonna. Và quý vị cũng rất thích thú khi được xem sự trình diễn của Boyzone. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một người ca sĩ Việt Nam, rất là Việt Nam. Nhưng với sự trình diễn của người ca sĩ này, quý vị có thể nhìn thấy sự tổng hợp của ba danh tài nói trên. Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị nữ ca sĩ Pizza Chán Đời. Pizza hot dog. Burrito by chicken, Taco Bell, McDonald's, El Pollo Loco, Burger King and Jack in the Box. Now you come and choose me, come and eat me right here on the road. Theo ý của Pizza thì một người đàn ông như thế nào thì mới có thể hội đủ những điều kiện để làm một người yêu của Pizza hay là để làm một người chồng của Pizza trong tương lai? Câu hỏi này thiệt ra thì cũng khó trả lời lắm đó. Tại vì nó là cái chuyện riêng tư của mình đó mà. Nói ra thì cũng hơi mắc cỡ một chút. Nhưng mà anh Áp Chảo đã hỏi. Và thì Pizza cũng xin được phép trả lời. Thưa anh Pizza, thưa anh Áp Chảo và thưa quý khán thính giả, là đối với Pizza đó, một người đàn ông mà được coi như là lý tưởng cũng như là để làm người yêu của mình hay là để làm chồng của mình đó, người đó phải cao lớn, đẹp trai, là tại vì Pizza thì hay đi chơi, đi ra ngoài đường á, rồi đi nhảy đầm. Mà nếu mà mình Pizza thì cao lớn như thế này mà đi với một anh lùn quá đó thì không có xứng đâu. Với lại hơn nữa đó, một người mà phải gọi là lý tưởng á thì là người đó là phải là có nhiều tiền đó, có nhà, nhà lớn, nhà nhỏ quá cũng không được đâu, tại vì Pizza quần áo nhiều lắm. Nếu mà nhà nhỏ quá không có chỗ chứa quần áo của Pizza đó. Rồi cái người đó thì phải là có xe đẹp nữa, tại vì cái xe cũ đó hay bị hư đó, sửa tốn tiền lắm. Nếu mà có Rolls Royce cũng càng tốt hơn đó. Đó, đại khái gì thôi à, Pizza không có đòi hỏi gì nhiều đó, thế nào cũng được, đại khái chừng đó thì đủ rồi đó. Vừa rồi là một số hình ảnh được ghi nhận bởi phóng viên của đài MDD. Chúng tôi xin tạm ngưng bản tin văn nghệ ở đây và xin mời quý vị thưởng thức tiếp vở hài kịch Romeo và Juliet đồng thời do hai danh hài Bảo Liêm và Vân Sơn đồng trình diễn. Xin quý vị đừng rời màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị ngay sau phần quảng cáo.